Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết ôn tập cuối học kỳ 1 của môn Công nghệ 6. Nội dung ôn tập đầu tiên chúng ta sẽ đi đến chủ đề 1 nhà ở. Trong mạch nội dung chủ đề 1 thì chúng ta sẽ có nội dung đầu tiên nhà ở đối với con người. Tiếp theo, nội dung thứ hai sử dụng năng lượng trong gia đình. Nội dung thứ ba, ngôi nhà thông minh. Sau đây chúng ta sẽ ôn lại phần lý thuyết của nội dung 1, nhà ở đối với con người. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nhà ở đối với con người. Trong phần này sẽ có 5 nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất đó chính là vai trò của nhà ở. Vai trò đầu tiên đó chính là nhà ở là nơi trú ngụ bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên như là nắng, mưa, gió, bão, lũ lụt, vân vân. Vai trò thứ hai của nhà ở chính là đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần cho con người. Nội dung chính thứ hai trong phần nhà ở đó chính là đặc điểm chung của ngôi nhà. Trong phần đặc điểm này, chúng ta đã đi tìm hiểu về phần cấu tạo, sẽ gồm 3 phần. Phần móng nhà nằm sâu dưới lòng đất, có nhiệm vụ chống đỡ cho các bộ phận bên trên. Phần thân nhà là phần nằm trên mặt đất, chúng ta thường hay bắt gặp nhất là các bộ phận cột nhà, tường nhà, sàn nhà, dầm nhà, vân vân. Phần cuối cùng là phần mái nhà nằm trên cùng của ngôi nhà, có nhiệm vụ che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới. Đặc điểm thứ hai của nhà ở đó chính là các khu vực chính trong nhà. Các em thường hay bắt gặp nhất các khu vực như sau: khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực học tập hoặc là khu vực bếp, khu vực ăn uống, khu vực vệ sinh, vân vân. Đến với nội dung thứ ba, đó chính là các kiểu nhà đặc trưng của Việt Nam. Tùy theo điều kiện tự nhiên và tập quán sinh sống mà chúng ta sẽ có các kiểu nhà khác nhau. Như ở nông thôn thì chúng ta hay bắt gặp nhất là nhà ba gian truyền thống, nhà riêng lẻ một tầng hoặc nhiều tầng được xây dựng bằng bê tông hoặc là mái ngói. Còn ở thành thị thì chúng ta hay bắt gặp nhất nhà liên kế hay nói cách khác là nhà liền kề, nhà chung cư, nhà biệt thự. Còn ở một số vùng khác như miền núi thì chúng ta sẽ bắt gặp nhiều là nhà sàn, những vùng sông nước chúng ta sẽ bắt gặp nhà nổi. Từ đó chúng ta đi đến phần nội dung thứ tư, vật liệu xây dựng. Trong vật liệu xây dựng nhà thì chúng ta đã học thì nó sẽ có hai vật liệu nhà như sau. Vật liệu đầu tiên là vật liệu có sẵn trong tự nhiên như là cát, đá, sỏi, đất sét, vân vân. Vật liệu thứ hai là vật liệu nhân tạo. Chúng ta hay bắt gặp nhất các vật liệu như vôi, xi măng, nhôm, kính, vân vân. Đến với nội dung thứ năm là quy trình xây dựng. Trong quy trình xây dựng này chúng ta sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị. Trong phần chuẩn bị thì chúng ta sẽ có các việc làm như sau. Đầu tiên là chọn kiểu nhà, tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ thiết kế. Thứ ba là chúng ta chọn vật liệu, vân vân. Bước thứ hai trong quy trình xây dựng đó chính là thi công. Trong phần thi công thì chúng ta sẽ thi công về xây dựng về móng nhà, xây dựng thân nhà, xây dựng mái nhà, vân vân. Cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện ngôi nhà. Chúng ta quét vôi, sơn tường, trang trí nội thất, lắp đặt điện nước, vân vân. Đến với nội dung tiếp, sử dụng năng lượng trong gia đình. Trong phần này thì chúng ta sẽ có hai nội dung lớn cần nhớ. Nội dung đầu tiên là các nguồn năng lượng trong gia đình. Năng lượng đầu tiên mà chúng ta hay bắt gặp và sử dụng hàng ngày thuộc nguồn năng lượng tái tạo, như chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng hoặc sưởi ấm. Chúng ta sử dụng năng lượng gió để làm mát, vân vân. Ngoài ra, chúng ta sẽ sử dụng nguồn năng lượng tiếp theo chính là năng lượng chất đốt dùng trong quá trình mà chúng ta đun nấu. Như chúng ta có các loại bếp, bếp ga, bếp cồn, bếp than. Cuối cùng là năng lượng điện, là một loại năng lượng phổ biến nhất mà chúng ta hay sử dụng nhất trong gia đình.
như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, vân vân. Phần thứ hai trong sử dụng năng lượng trong gia đình đó chính là tiết kiệm năng lượng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt. Trong tiết kiệm năng lượng chất đốt thì chúng ta lưu ý 3 nội dung sau. Nội dung đầu tiên là chúng ta nên tắt thiết bị ngay sau khi chúng ta đã sử dụng xong. Biện pháp thứ hai là chúng ta điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu cho phù hợp với diện tích của đáy nồi. Biện pháp thứ ba là chúng ta sử dụng các đồ dùng, thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng. Đến với nội dung thứ hai là biện pháp tiết kiệm năng lượng điện. Này chúng ta sẽ có 4 biện pháp. Biện pháp đầu tiên thì chúng ta cũng nên tắt thiết bị khi mà chúng ta không sử dụng tới hoặc khi chúng ta đã đi ra ngoài nhà. Biện pháp thứ hai là chúng ta nên thay thế các đồ dùng, các thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng, điển hình là tiết kiệm điện. Biện pháp thứ ba là chúng ta sẽ điều chỉnh hoạt động ở mức vừa đủ dùng. Biện pháp thứ tư, chúng ta nên tận dụng năng lượng từ mặt trời, năng lượng gió để chúng ta có thể phơi đồ, sưởi ấm, chiếu sáng, làm mát, v.v. Đến với phần cuối cùng trong phần chủ đề 1 nhà ở, ngôi nhà thông minh. Trong ngôi nhà thông minh, chúng ta sẽ có hai ý chính cần nhớ. Ý đầu tiên là về khái niệm. Ngôi nhà thông minh là một ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, các đồ dùng trong nhà có thể hoạt động theo ý muốn của chủ nhà. Còn đặc điểm của ngôi nhà thông minh thì chúng ta đã biết. Đầu tiên là tính tiện ích. Có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình mà cài đặt sẵn. Đặc điểm thứ hai là tính an toàn, an ninh. Chúng ta có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong nhà từ xa bằng phần mềm được cài đặt trên điện thoại hoặc trên máy tính bảng hoặc trên máy tính xách tay, v.v. Đặc điểm cuối cùng là tiết kiệm năng lượng. Chúng ta nên tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo như là từ năng lượng gió tự nhiên, từ ánh sáng mặt trời. Tiếp theo chúng ta sẽ ôm đến phần lý thuyết của chủ đề 2. Thực phẩm và dinh dưỡng, bảo quản và chế biến thực phẩm. Các em hãy quan sát cho cô hai hình A và hình B. Cho cô biết hai hình này tương ứng với tên bài nào trong chủ đề 2 chúng ta đã học. Như các em có thể thấy, hình A là về thực phẩm và dinh dưỡng. Hình B là về các bảo quản và các cách chế biến món ăn. Tiên chúng ta sẽ đến với phần giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu nhóm thực phẩm giàu chất đạm như là thịt, cá, trứng, sữa, v.v. Nhóm thực phẩm thứ hai, thực phẩm giàu chất đường bột như gạo, bột, khoai, ngô, v.v. Nhóm chất dinh dưỡng thứ ba là nhóm chất béo, gồm có bơ, mỡ, dưa, me, v.v. Nhóm thực phẩm cuối cùng, nhóm chất khoáng và vitamin. Chúng ta sẽ gồm các loại trái cây và các loại rau củ quả nói chung. Đây là 4 nhóm thực phẩm mà chúng ta sử dụng và ăn uống hàng ngày. Đến với nội dung thứ hai của phần thực phẩm và dinh dưỡng chính là nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Khi mà cơ thể của chúng ta cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng rồi, thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có rất nhiều năng lượng cung cấp năng lượng chúng ta một cách đầy đủ nhất. Để từ đó thì cơ thể của chúng ta phát triển tốt và tăng cường sức đề kháng giúp chúng ta có thể chống lại các bệnh tật được. Tuy nhiên, khi mà chúng ta cung cấp quá nhiều dẫn đến tình trạng thừa chất dinh dưỡng, thì cơ thể của chúng ta sẽ mắc một số bệnh hoặc béo phì, huyết áp, tim mạch. Ngoài ra, khi mà chúng ta vận động cũng sẽ rất là khó khăn và chậm chạp.
Ngược lại, khi mà chúng ta cung cấp quá ít chất dinh dưỡng dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, thì chúng ta cũng sẽ bị thiếu luôn năng lượng để mà chúng ta có thể hoạt động vui chơi được. Ngoài ra thì chúng ta dễ mắc bệnh suy dinh dưỡng, sức đề kháng của chúng ta cũng sẽ yếu đi, trí tuệ của chúng ta sẽ kém phát triển. Do đó, việc mà chúng ta cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với cơ thể. Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thì chúng ta phải có một chế độ ăn uống khoa học. Thì đầu tiên thì chúng ta nên ăn đúng cách, ăn đúng giờ và chúng ta phải có một bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Thì để đảm bảo được điều đó thì đầu tiên thì bữa ăn của chúng ta phải đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, như là nhóm thực phẩm giàu chất đạm, là nhóm thực phẩm giàu chất đường bột, nhóm thực phẩm giàu chất béo và nhóm thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Ngoài ra thì tỷ lệ giữa 4 nhóm thực phẩm phải thích hợp. Chúng ta nên ăn nhiều vitamin và chất khoáng, hạn chế ăn nhiều chất béo. Còn đối với nhóm chất đường bột và nhóm chất đạm là tùy thuộc vào cơ thể, thể trạng của chúng ta mà chúng ta nên cung cấp một lượng vừa phải, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Chúng ta sẽ đi vào nội dung cuối cùng của phần chủ đề 2, đó chính là bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Trong phần này thì đầu tiên chúng ta phải biết vai trò của việc bảo quản thực phẩm. Thì khi mà chúng ta bảo quản thực phẩm thì thực phẩm của chúng ta sẽ lâu bị hư hỏng. Chúng ta sẽ duy trì được đặc tính ban đầu của thực phẩm, hay nói cách khác là hạn chế làm chậm quá trình tiêu hao chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Từ đó thì chúng ta có thể bảo quản bằng các phương pháp như sau: phơi khô, ướp đá, ướp muối, hút chân không, ngâm đường, ngâm giấm hoặc muối chua, vân vân. Chúng ta sẽ đến với nội dung cuối trong chủ đề 2, chính là phần chế biến thực phẩm. Khi mà chúng ta chế biến thì các em phải nên quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Việc mà chúng ta chế biến sẽ làm món ăn của chúng ta chín mềm, trở nên thơm hơn, ngon hơn, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Ngoài ra còn giúp cho món ăn của chúng ta trở nên đa dạng hơn và phong phú hơn. Trong phần chế biến thì chúng ta sẽ có hai phương pháp chế biến như sau. Phương pháp đầu tiên là phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Các em sẽ bắt gặp ở các món trộn hỗn hợp như là salad trộn, các loại gỏi nói chung, gỏi ngó sen, gỏi củ hủ dừa, gỏi rau muống trộn thịt bò, vân vân. Hương vị đặc trưng của phương pháp trộn hỗn hợp các em sẽ thấy là sẽ có vị chua chua, ngọt ngọt và cay cay. Còn đối với phương pháp thứ hai tiếp theo trong phần chế biến không sử dụng nhiệt, đó chính là phương pháp ngâm chua thực phẩm. Các em sẽ thấy đối với món này thì sẽ có một vị chua đặc trưng của món ăn. Từ quá trình mà chúng ta lên men, thông qua quá trình mà chúng ta ngâm nước ngâm ha. Nước ngâm ở đây có thể là chúng ta ngâm bằng nước muối hoặc nước đường hoặc nước giấm đường để tạo ra được các món ăn như là cà chua, củ kiệu, cà pháo, vân vân. Đến với phương pháp tiếp theo các em sẽ hay sử dụng nhất trong gia đình, đó chính là phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt. Phương pháp đầu tiên là phương pháp chế biến trong môi trường nước. Chúng ta sẽ bắt gặp các phương pháp như là nấu, luộc, kho. Đặc điểm chung của phương pháp này là đều là làm chính trong môi trường nước hết. Và đối với phương pháp luộc thì sẽ sử dụng trong môi trường nhiều nước, có thể cho gia vị hoặc không không cho gia vị cũng được. Thời gian là tùy theo từng loại thực phẩm. Đối với thực vật thì chúng ta sẽ luộc nhanh, còn đối với động vật thì chúng ta sẽ luộc chậm hơn, lâu hơn. Đến với phương pháp nấu thì lượng nước cũng vừa. Khi mà chúng ta nấu các món ăn như là phở, cà ri này kia nọ thì nước nó sẽ nhiều hơn so với việc mà chúng ta nấu các loại canh chúng ta ăn hàng ngày. Thì gia vị thì chúng ta sẽ nêm nếm trong quá trình mà chúng ta nấu. Thời gian thì cũng là tùy từng món ăn mà chúng ta sẽ có các thời gian khác nhau. Cuối cùng là phương pháp kho. Đối với phương pháp kho thì lượng nước là ít hoặc vừa. Gia vị thì chúng ta sẽ thấy phương pháp kho sẽ có các gia vị đặc trưng để tạo nên món kho như là từ trong hành, từ ớt, nước mắm, đường, vân vân. Thời gian cũng là tùy vào loại thực phẩm mà chúng ta có thời gian nhanh hoặc lâu.
Đến với phương pháp sử dụng nhiệt tiếp theo, đó chính là làm chín trong môi trường chất béo. Thì chúng ta sẽ có như là chiên, rang, xào. Cuối cùng là phương pháp làm chín bằng hơi nước hoặc bằng sức nóng trực tiếp của lửa như là phương pháp nướng. Phương pháp làm chín bằng hơi nước như là phương pháp hấp, chưng, vân vân. Sau khi mà chúng ta đã ôm xong chủ đề 1 và chủ đề 2, thì các em xem và làm trước cho cô các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận trong đề cương. Tiếp sau vào lớp cô sẽ sửa cho các em. Nội dung môn thi cuối học kỳ 1, các em hãy học đề cương để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao.